Ủa, mới bắt đầu video mà tiếng gì kỳ lạ vậy ta? Xin chào mọi người, lại là tôi Liên đây mọi người ơi. Hôm nay cả nhà tôi đi ăn tất niên năm mới đó mọi người. Bình thường ở Việt Nam đó thì ở nhà sẽ nấu nướng và rủ bà con dòng họ bạn bè tới cùng chung vui chúc mừng với nhau. Nhưng mà tôi á, nấu nướng không giỏi mà cũng không có yêu bếp núc, cho nên là thôi đi ra nhà hàng ăn chó mau lẹ và tiện lợi. Người ta cũng vậy nè mọi người, chứ không phải riêng tôi đâu. Nè mấy người ta tới nhà hàng ta ăn, ta đứng trước nhà hàng ta chờ nhau, ta nói chuyện quá trời quá đất luôn nè. Bây giờ thì mời mọi người theo chân tôi vô nhà hàng đây. Đây tôi đang quay cái lưng của cái anh mở cửa đi vô đây nè. Đây là anh chồng tôi đó. Người mà bình thường á tôi hay kêu là kẹ. Vui vui thì kêu là anh kẹ, buồn buồn thì kêu là ông kẹ. Cái nhà hàng này thì gần nhà tôi lắm, đi xe hơi chắc khoảng 3-4 phút gì đà. Mới mở được có mấy tháng nay à, rất là đẹp đẽ, cho nên là năm nay nhà tôi chọn cái nhà hàng này để đi ăn năm mới. Cùng đi ăn năm mới với nhà tôi là năm nay có hai nhà chị bạn, một chị bạn ở gần cũng mới quen gần đây, còn một gia đình chị bạn thân lâu rồi. Ở bên này thì mọi người lâu lâu mới có dịp gặp nhau, cho nên mỗi lần mà gặp nhau đó mọi người thì ôm hôn nồng thắm thiết vậy đó, tại gặp người Việt vui quá trời mà. Sau khi chào hỏi ôm hôn nhau rồi thì sắp xếp vô chỗ ngồi nha. Rồi sắp xếp vô chỗ ngồi xong rồi thì bây giờ lựa món tới chứ còn gì nữa. Em quay mà Em quay mà cứ im vậy. Hai vợ cháu mà đỏ lớn nhau đẹp dữ hả. Ở trong nhà hàng này, cái chỗ này đẹp nè, tôi phái ngồi đây mà người ta không có xếp cho tôi ngồi đây. Thôi người ta xếp đâu thì ngồi đó hả. Chị ơi vô đi, chúc mừng năm mới. Ngày năm mới khóa có mọi người cũng muốn cùng ly chung luôn. Yo, chúc mừng năm mới tất cả mọi người. 7749 món lên mâm, mời mọi người ăn, lên nhạc. Ở Việt Nam mình thì quan niệm là mùng 1 như thế nào thì cả năm sẽ như thế. Tôi ăn xong tôi chạy lại tôi hôn chồng tôi một cái, tôi chồng tôi đỏ rực rỡ cả năm luôn. Nhưng mà tôi hy vọng là đỏ về sự nghiệp, tiền tài nha. Chứ tình duyên đừng đỏ dùm tôi một cái. Khúc này nè, tôi kêu ông nhìn vô cái kiến coi là gì. Tại vì ông đâu có biết là tôi hôn lên cái môi trên cái miệng mặt của ông đâu. Nói hồi xong tôi kêu nhìn xong rồi mới đeo kiến vô kiểm tra. Thì ra là bà nội này bà hôn vô mặt tôi. Nho nho giỡn giỡn vậy cho không khí cho vui tươi thôi chứ cũng có gì hết. Rồi lấy cái khăn đã chuẩn bị lên lau cái mặt chứ đâu dám để. Lau xong cũng phải hỏi xác nhận lại tôi coi có sạch chưa. Mọi người nhìn cái anh theo cái hướng ngón tay chỉ nè. Trời ơi, Tết mà anh đi ăn Tết có một mình hà. Còn anh kệ nhà này thì anh không có tin vợ. Phải hỏi cái anh bạn coi là sạch chưa. Và cũng không tin luôn, phải tự kiểm tra lại. Làm như mất niềm tin vào cuộc sống hay gì. Ăn xong rồi bày ra chơi, mọi người nhìn có biết có đang chơi gì không. Lắc lắc rắc, rồi lật xuống, úp lên, mở lên coi là tài xỉu số mấy này chứ. Làm như lắc bầu cua Việt Nam vậy đó. Để qua bên con này nha. Trời ơi, chơi ăn gian vậy ai mà chịu nổi má. Không chơi lại mấy bà Việt Nam này thiệt chứ. Sau một hồi thì anh ý là anh cũng tỉnh táo lại. Anh kêu là để qua bên đây nè, để qua tôi không có thấy. Anh gian quá trời qua đất đi à. Chơi xong thì cũng sắp tới giao thừa rồi, sửa soạn lên nòng lên đồ rồi, đi ra ngoài đón giao thừa nha. Tất cả những người tới nhà hàng này đều như vậy hết mọi người. Người ta đều ăn uống xong rồi chờ tới khuya, tới lúc cao đao đó thì mọi người đều đi ra ngoài để đốt pháo bông đón giao thừa cùng với nhau đó. Now's the time.
tháo bông chúc mừng năm mới xong vô lại cọc ly tiếp mọi người. Mọi người có nhớ cái anh hồi nãy mà ngồi một mình tôi chỉ tay không? Trời ơi, đi ăn Tết mà đi có một mình ên hả? Rồi anh chồng của chị Phương là chị mặc áo màu đỏ đó mọi người, cầm ly rượu tiến lại liền. Đâu có thể nào để một người đàn ông đẹp trai cô đơn một mình trong đêm giao thừa lạnh lẽo đâu. Cái đứa loi nhoi là tôi á thì cũng chạy lại cầm ly cụm cụm vậy thôi, chứ hai anh nói gì đâu có hiểu. Thôi chúc mừng năm mới mọi người nha, chúc mọi người thật một năm thật là thành công. Tôi quay về với chồng tôi đây, bye 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 bye.